Vừa qua, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương đã tổ chức đợt 1 khóa đào tạo thực hành về tối ưu hóa và sử dụng năng lượng trong hệ thống công nghệ lò tuy nen thuộc dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam do chính phủ Đan Mạch tài trợ nhằm nâng cao năng lực thiết kế và tư vấn kỹ thuật cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này. Giảng viên của khóa đào tạo là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực năng lượng và ngành gạch gốm của Đan Mạch. Dây chuyền sản xuất gạch lò tuy nen là dây chuyền hoạt động liên tục, nhưng trong quá trình các động cơ máy cán thô, động cơ cán mịn v.v. thường xuyên hoạt động non tải, do vậy rất lãng phí điện năng. Với những giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và ngành gạch gốm của Đan Mạch, học viên đã có thêm kiến thức về giải pháp tối ưu hóa sử dụng năng lượng cho thiết kế vận hành hệ thống lò tuy nen trong sản xuất gạch gốm theo các công đoạn sản xuất và trong thiết kế hệ thống dây chuyền sản xuất theo công nghệ lò tuy nen. Thực hành phát hiện vấn đề lãng phí và sử dụng năng lượng không hiệu quả sau khi khảo sát một hệ thống sản xuất gạch gốm công nghiệp, từ đó xác định tiềm năng tiết kiệm để có thể tính phí lợi ích đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.